chờ ông còn lại đọc cho ông như mọi khi. Hôm nay là bài đêm ở quê. Ông nghe con đọc nhé. Ở quê. Đâu đêm ở quê. Ở quê là đâu? Rồi đi. Nào. Đêm ở quê quá là êm ả. Ở thị xã cả đêm ý. Ý. Đúng ông rông sắc gấm đi lắm cái gì con là em cứ điện dấu giờ phải xong rồi hay đi đêm ở quê quả là em ạ. Ở thị xã cả đêm im ì ầm ô tô xe lửa ở quê chỉ nghe gió thỏ treo thì rầm dế thì lạ có chú tìm bìm lấp ở đá cỏ cứ con này em cứ điện dấu sắc rồi hay đi dấu dấu sắc thường luôn sẽ chỉ vào tay của mình, dấu hiện luôn luôn chỉ vào tay này của mình. Đây là dấu để lại đi nôn quá mày ơi, để lại một lần thôi. Mẹ rất là tốt, con lại đi nào. Đây là dấu huyền, còn đây là dấu sắc. Tại sao nó là dấu huyền, tại sao là dấu sắc? Bởi vì dấu sắc luôn luôn chỉ vào tay của mình, huyền luôn luôn chỉ vào tay của mình, tay trái của mình. Hiểu chưa bóng? Đây là dấu sắc, đây là dấu huyền. Đúng rồi. Đây là dấu sắc. Đấy, dấu sắc thì là chỉ vào tay nào? Tay phải. Dấu huyền chỉ vào tay nào? Trái. Rồi, đọc lại từ đầu đi. Bây giờ mà anh tôm đặt như thế mà vẫn quên thì thôi đấy. Anh tôm đặt. Con cứ tưởng đây là dấu sắc, đây là dấu huyền. Không tưởng nữa, bây giờ là dấu sắc như nào, dấu huyền như nào, anh tôm chạy con rồi đúng không? Giờ ôn lại bài nhá.